thì anh cũng thích xem cái video này. Hơn 9.999 cái video tự vạch mặt mình cho xấu, xong rồi làm một cái gì đó biến hình để giả vờ là amazing. Bấm nhiều ở chỗ nào thì chỗ đó là thông điệp vũ trụ gửi tới bạn. Cẩn thận chói mắt. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng giao lưu với một trong những thí sinh rất là tiềm năng của Fashion Fast Shop ngày năm nay. Đó chính là thí sinh Yên Nam Đỗ với lĩnh vực là Beauty Icon. Bản thân em là một Gen Z cho nên là em rất tin vào nguồn năng lượng của vũ trụ. Nó là vũ trụ mách bảo mình điều gì và con tim mình muốn nói mình điều gì để nói về cái năng lượng yêu bản thân thông qua những cái đơn giản thôi. Ví dụ như là dưỡng da đi, đừng có để lỗ chân lông của mày to như cái lỗ rốn, hay là massage nâng cơ đi, đừng có để da mặt xệ như là con chó biết buông đó. Nó chỉ là những cái thông điệp đơn giản thôi, nhưng mà em rất là vui vì là có cái sân chơi này để em có thể thể hiện cái tiếng nói của mình nhiều hơn. Và em cảm ơn anh chị đã xem qua cái clip này của em ạ. Xin cảm ơn Yên Nam Đỗ. Dạ anh Nam Trung, anh Nam Trung thấy như thế nào về những đoạn clip của bạn Yên Nam Đỗ ạ? Sau khi bình tĩnh xem lại thì anh thấy rằng Đan có rất là nhiều những kỹ năng, và thật sự là em hiểu biết rất là kỹ càng về sản phẩm. Bởi vì cái cách khi mà em đưa ra về dưỡng da rồi về mặt nạ rồi các thứ, thì có lẽ cái video em đang đưa lần này đấy là cái em ghép lại của rất nhiều những cái clip em làm đúng không? À, dạ không, tất cả em quay trong nhiều ngày và em ghép lại để phục vụ cho cái clip dự thi, cho nên nó mới có một cái di chuyển, nó một như kiểu là em quay từ bên này sang bên kia. Dạ thì đó là em sẽ ghép lại và quay để cho cái clip này thôi. Anh thấy có một cái nó hơi bị, ví dụ như là về cái đường dây của mình dẫn trong video á, nó đang rất là bị miss giữa cái bối cảnh là cái phòng của mình và cái cuối cùng, cái đến cái final cuối cùng của em là cái bầu không khí nó rất là vũ trụ xanh đỏ tím vàng. Thì anh cảm thấy là ở cái khúc đấy nó hơi bị mất đi rất nhiều, và anh cảm thấy rằng là hơi phí khi em ham thông tin để đưa vào một cái video như vậy. Thế nhưng đối với bản thân anh, dù sao thì anh cũng thích xem cái video này. Hơn 9.999 cái video tự vạch mặt mình cho xấu, xong rồi làm một cái gì đó biến hình để giả vờ là amazing. Bởi vì anh thấy cái đó nó không hấp dẫn được anh bằng cái cách em làm. Dạ, xin cảm ơn anh nhiều. Fast Shop 2022 đã chính thức quay trở lại. Sân chơi hàng đầu về thời trang và làm đẹp cho các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok. Bạn đã sẵn sàng để trở thành thế hệ tiếp theo của Beauty Icon, Fashion Icon, Modeling Icon hay Fashion Design Icon.